Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024, nhiều nhà vườn đã đầu tư trồng các loại hoa cao cấp. Bên cạnh đó, thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhập khẩu nhiều giống hoa mới để về trồng, cung cấp cho thị trường trong vụ hoa Tết năm nay. Một số loại hoa độc và lạ được các đơn vị và các nhà vườn nhập về để trồng khảo nghiệm thuộc các họ hoa cúc, họ mã đề, họ kim ngân, họ mang tây. Có thể kể đến một số loại hoa như là thiên sứ, hoa loa kèn lửa, hoa sao xanh, hoa nến hoàng gia, hoa tai thỏ, hoa cúc ma trận, hoa Calalili, hoa thủy tiên chậu tết Nguyên Đán năm nay sẽ là thời điểm phù hợp để đưa các loại hoa mới trình làng, khảo sát nhu cầu thị trường. Theo hiệp hội hoa Đà Lạt, các giống hoa mới này đã được một số công ty, nhà vườn nhập về để trồng khảo nghiệm, thăm dò thị trường trong năm 2023. Sau khi khảo nghiệm có giá trị thương mại tốt, giá cả ổn định, nên tiếp tục được nhà vườn nhập giống về gieo trồng, phục vụ cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Liên quan đến nhập khẩu giống hoa mới, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2023 có 19 lô giống hoa với gần 900.000 củ, hạt cây của 4 đơn vị nhập về địa phương. Cụ thể bao gồm các công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Has Farm, trách nhiệm hữu hạn Linh Ngọc, Công ty Hoa Chi An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Hồng Hoàng. Sau khi trồng khảo nghiệm có 10 giống hoa đạt năng suất cao, dịch hại thông thường, tiềm năng thị trường tốt nên tiếp tục được đề xuất nhập khẩu diện rộng trong năm 2024 này.